Wednesday. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng tôi là Đẹp 24/7, những người sẽ đem đến cho các bạn các xu hướng mới nhất về thời trang cũng như là trang điểm. Với mỗi chương trình, chúng tôi sẽ đem đến các phong cách khác nhau, có độc đáo, có cá tính và có ngây thơ. Ngày hôm nay, sự ngây thơ sẽ được chọn với hai tông màu chính đó là cam và hồng. Bước đánh nền này sẽ rất quan trọng khi yêu cầu một lớp nền trắng sáng, mỏng mịn nhưng lại có thể che phủ hoàn toàn khuyết điểm trên khuôn mặt. Các bạn cũng có thể lựa chọn các loại kem nền màu sáng, khi đánh lên da sẽ bắt mắt hơn và dĩ nhiên là đừng quá tay bởi nó sẽ làm cho mặt bạn trở nên trắng bệch. Để phù hợp với kiểu trang điểm này, các bạn chỉ cần kẻ lông mày thật nhẹ theo đường lông mày mọc và kéo dài một chút ở đuôi lông mày tạo dáng thon gọn hơn. Theo là bước quan trọng nhất đối với style trang điểm này, sử dụng phấn mắt màu cam đào tán đều vùng bầu mắt. Tán đậm ở viền mắt trên và nhẹ dần đi cho đến cuối chân lông mày, tránh để phấn mắt bị vón cục lại. Sau đó dùng màu hồng cam nhẹ hơn một tông, tô đè lên vùng hốc mắt. Thao tác này sẽ giúp tạo hiệu ứng mắt sâu vô cùng cuốn hút. Kết thúc công đoạn này với bước kẻ eyeliner và chút mascara. Thay vì đánh má hồng, hãy pha nhẹ giữa màu hồng và màu cam để thành tông cam đảo trong vắt. Cũng đừng quên tạo khối ở vùng xương vò má và sống mũi nữa nhé. Điều này sẽ làm cho khuôn mặt ấn tượng hơn rất nhiều. Và cuối cùng, dĩ nhiên là son môi cùng tông để hoàn thành phong cách này. Đôi môi ombre luôn là lựa chọn được nhiều cô gái ưa thích. Rồi, chúng ta cùng ngắm người mẫu nào. Lối trang điểm này sẽ vô cùng thích hợp đối với những cô nàng nhẹ nhàng, dịu dàng và nữ tính. Tuy nhiên, khi áp dụng thì các cô gái của chúng ta có thể biến tấu sao cho phù hợp với gương mặt của mình. Bởi vì chúng ta đều hiểu rằng, không ai có thể hiểu vẻ đẹp của mình hơn chính mình cả. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.